Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin của kênh Mõ Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, nhóm công tác đặc trách Biển Đông của Philippines NTF VKPS ngày 31 tháng 3 công bố thêm nhiều thông tin và hình ảnh về sự hiện diện của tàu Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa. Theo thông báo của NTF VKPS, các tàu dân quân biển Trung Quốc đã tản ra ở khắp cụm sinh tồn và các thực thể khác số lượng tàu Trung Quốc theo thống kê của NTF VKPS như sau. Ngày 7 tháng 3, 220 tàu ở đá ba đầu. Ngày 22 tháng 3, 183 tàu ở đá ba đầu. Ngày 27 tháng 3, 199 tàu. Ngày 29 tháng 3, 44 tàu ở đá ba đầu, 115 tàu ở đá gạc ma, tổng cộng 159 tàu ở cụm sinh tồn. 45 tàu ở gần đảo Thị Tứ, 50 tàu phân tán ở đá vành khăn, đá chữ thập và đá subi. Ngoài các tàu dân quân biển Trung Quốc, NTF VKPS cũng cung cấp hình ảnh chụp ngày 29 tháng 3 của các thực thể mà Trung Quốc chiếm đóng ở Trường Sa như đá subi, đá vành khăn, vân vân. Đáng chú ý tại đá vành khăn có sự hiện diện của 4 tàu quân sự, gồm một tàu tiếp tế Type 904 và 3 tàu tên lửa Type 022. Có thể nói đây là lần đầu tiên tàu tên lửa Type 022 được nhìn thấy ở đá Vành Khăn nói riêng và quần đảo Trường Sa nói chung. Tàu tên lửa Type 022 có nhiệm vụ phòng thủ bờ biển, nhưng Trung Quốc đã mở rộng việc sử dụng ở các đảo. Chúng vốn được triển khai tàu ở quần đảo Hoàng Sa nhiều năm qua, và đến lúc này thì chúng đã được đưa xuống Trường Sa. Phải chăng Trung Quốc muốn dư luận hướng vào bãi ba đầu để tránh bị phản ứng khi đưa tàu tên lửa đến đá Vành Khăn? bên cạnh các diễn biến trên tạp chí nghiên cứu việt mỹ thuộc trung tâm nghiên cứu việt mỹ đại học oregon có đăng tải một bài viết của tác giả nguyễn thế phương với tiêu đề tàu trung quốc ở ba đầu vùng xám và lựa chọn của việt nam bài viết đưa ra quan điểm về chiến thuật vùng xám của trung quốc ở biển đông trong đó có một đoạn đáng chú ý liên quan đến việt nam nguyên văn như sau Đối với vấn đề lớn như tranh chấp Biển Đông, Việt Nam hiện áp dụng tổng hòa nhiều cách tiếp cận khác nhau. Chính sách của Việt Nam bao gồm: 1. Tiếp xúc trực tiếp thông qua trao đổi đoàn cấp cao, tương tác giữa các cấp bộ ban ngành và đàm phán trực tiếp với Trung Quốc để hạ nhiệt tranh chấp. 2. Tiếp xúc gián tiếp bằng cách cùng với các thành viên ASEAN thúc đẩy thực hiện tuyên bố của các bên ở Biển Đông DOC và cố gắng hoàn thành bộ quy tắc ứng xử Biển Đông COC. 3. Cân bằng mềm, bao gồm đưa vấn đề Biển Đông ra các diễn đàn quốc tế, tiếp xúc với các cường quốc bên ngoài khác có liên quan tới vấn đề Biển Đông. Ngoài ra Việt Nam còn nỗ lực tìm kiếm sự ủng hộ và tận dụng luật pháp quốc tế, đặc biệt là luật biển UNCLOS 1982. Cuối cùng, thực hiện chiến lược cân bằng cứng mang yếu tố răn đe, bao gồm cải thiện năng lực quân sự đặc biệt là tiến hành hiện đại hóa hải quân, cũng như gia tăng năng lực của các lực lượng bảo vệ pháp luật dân sự trên biển như cảnh sát biển và kiểm ngư. Chính sách tạm gọi là tái cân bằng tổng thể kể trên dựa trên hai phương châm căn bản sau đây. Thứ nhất là độc lập và tự chủ. Phương châm này thể hiện rõ nét qua chính sách quốc phòng 401 tùy. Thứ hai là đa phương hóa và đa dạng hóa các mối quan hệ quốc tế, tập trung vào cân bằng mềm với ASEAN là trọng tâm cùng với việc tăng cường quan hệ với các cường quốc khu vực như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ hay Australia. Hai yếu tố này tưởng chừng trái ngược nhau nhưng thực chất là bổ trợ nhau. Việc không chọn phe có thể là một lựa chọn hợp lý và việc xây dựng được các mối quan hệ đối tác chiến lược hay đối tác toàn diện với các cường quốc tầm trung có thể giúp gia tăng khả năng cân bằng của Việt Nam trong mối quan hệ với các siêu cường như Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, kể từ sự kiện Hải Dương Thạch Du 981 năm 2014 cho tới khi xảy ra sự kiện gần bãi tư chính năm 2019, dường như cách tiếp cận của Việt Nam vẫn chưa được hiệu quả trong việc gian đe Trung Quốc. Việc Bắc Kinh lặp lại hành vi cưỡng ép khi cho các tàu hải cảnh, dân quân biển cũng như tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 quấy phá trong vùng biển của Việt Nam cho thấy vùng xám vẫn là một cách tiếp cận khó chịu đối với Việt Nam. Sự kiện ở ba đầu là một lời cảnh báo và cũng là một lời nhắc nhở rằng Trung Quốc hoàn toàn có thể lập lại chiến thuật mà họ đã sử dụng rất thành công ở Scarborough để chiếm giữ hoàn toàn đá ba đầu. Vị thế chiến lược của ba đầu cho phép Trung Quốc khóa chặt các vị trí của Việt Nam ở cụm sinh tồn, nhất là đảo sinh tồn đông khi có xung đột. Đó là chưa kể, nếu Bắc Kinh có tham vọng xây đảo nhân tạo ở vị trí đá ba đầu, họ sẽ xây dựng được một trung tâm hậu cần mạnh giúp tăng cường hơn nữa năng lực tổng thể của chiến thuật vùng xám vốn đã thành công. Việt Nam có chậm chân trong tuyên bố chủ quyền đá ba đầu. Philippines là bên đầu tiên tung ra thông tin và hình ảnh về đội tàu cá Trung Quốc neo đậu ở ba đầu vào ngày 21 tháng 3 và Manila đã chấp thời cơ rất nhanh để tuyên bố chủ quyền. Điều này dựa trên cơ sở là thực thể này nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines dựa trên những gì mà nước này đã đệ trình lên tòa trọng tài năm 2016. Philippines khẳng định rằng các khảo sát hàng hải trước đây của phương Tây đều cho rằng ba đầu là thực thể lúc chìm, lúc nổi. Trên thực tế, Việt Nam cũng có chủ quyền đối với đá ba đầu. Ba đầu nằm trong vùng 12 hải lý tính từ đảo Sinh Tồn Đông, nơi mà Việt Nam đã đóng quân và tuyên bố chủ quyền. Trong khi đó, bản thân sinh tồn đông lại được xem là một thực thể luôn nổi khi chiều cao. Theo thông tin từ dự án Đại sự Ký Biển Đông, trong khoảng thời gian qua, vẫn có những báo cáo cho thấy Hải quân Việt Nam phải thường xuyên canh chừng ở bãi Ba Đầu để ngăn cản không cho Trung Quốc xây dựng bất cứ gì ở đây. Tức là phát hiện của Philippines không mới và không gây bất ngờ. Phải tới tận 4 ngày sau, tức ngày 25 tháng 3, Việt Nam mới lên tiếng chính thức thông qua người phát ngôn, khẳng định chủ quyền của Việt Nam ở ba đầu và lên án hành động xâm phạm chủ quyền của các tàu Trung Quốc. Theo quan sát, việc Việt Nam chậm trễ tuyên bố về vấn đề ba đầu đã tạo điều kiện thuận lợi để Philippines có thể tăng cường tuyên truyền trên truyền thông quốc tế. Khi mọi hãng tin lớn trên thế giới đều đưa các hình ảnh và thông tin do Philippines đưa ra trước tiên, và tiến hành viết các báo cáo chủ yếu có lợi cho tuyên bố chủ quyền của Philippines. Đây có lẽ là một bài học mà Việt Nam cần lưu ý trong công tác tuyên truyền và bảo vệ chủ quyền trên biển. Và đây cũng là lý do cần thiết để thúc đẩy luận điểm cho rằng các quốc gia trong ASEAN nên giải quyết bất đồng về lãnh thổ trên biển với nhau trước tiên, tạo tính chính danh trong việc đối đầu về mặt pháp lý với Trung Quốc. Hết chích. Thưa quý vị và các bạn, nhìn chung phân tích của tác giả Nguyễn Thế Phương khá sát với tình hình. Tuy nhiên nhận định sau cùng, tác giả cho rằng Việt Nam chậm trễ tuyên bố về vấn đề ba đầu sẽ gây nên bất lợi theo chúng tôi chỉ đúng một phần. Các cuộc tranh chấp ở Biển Đông cho thấy diễn biến trên thực địa mới là quan trọng nhất. Báo chí, truyền thông là cần thiết nhưng chỉ là thứ yếu. Thực tế cho thấy Việt Nam nắm rất chắc tình hình về bãi ba đầu và từ tín hiệu vệ tinh IS cho thấy tàu cảnh sát biển 8001 của Việt Nam đã có mặt tại cụm sinh tồn từ nửa đêm ngày 6 tháng 3 năm 2021. Theo Facebook Phạm Thang Nam, để bảo mật, tàu đã nhiều lần tắt hệ thống vệ tinh AIS và có một số lần tàu đã đến vùng biển đá ba đầu, nơi có 220 tàu dân binh Trung Quốc đang tập hợp. Tính tới ngày 31 tháng 3, tàu 8001 vẫn hiện diện gần đảo Sinh Tồn Đông. Như vậy có thể thấy, Việt Nam đã rất cân nhắc khi lên tiếng phản đối việc tàu cá Trung Quốc hiện diện tại đá Ba Đầu. Chúng ta không vội vàng như Philippines và chỉ lên tiếng khi đã nắm chắc tình hình, diễn biến và có phương án đối phó với các tình huống phát sinh trên thực địa. Bản tin của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin sau.